Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Atoptic vừa về cái trọng kính Essilor Transition Gen 8 Extractive New Generation đặt cho khách hàng Lánh Sơn. Và hôm nay hãy cùng Atoptic tìm hiểu cái trọng kính Extractive này có cái điều gì đặc biệt mà làm mưa làm gió thị trường trong thời gian qua. Đầu tiên thì Atoptic rất là tự hào khi mà được là đại lý chính hãng của Essilor Pháp ở thị trường Việt Nam. Chúng tôi biết là cái trọng Transition Gen 8 đổi màu của Essilor là một cái dòng trọng kính cực kỳ nổi tiếng với những tính năng vượt trội, khả năng đổi màu nhanh, về màu nhanh và 6 cái màu thời trang cho khách hàng có thể lựa chọn. Atoptic đã từng review về cái trọng kính Transition này, Gen 8 này ở các cái clip trước và chúng ta có thể tìm lại để xem. Thì hiện nay thì Essilor đã ra mắt một cái dòng Transition Gen 8 mới là cái dòng Transition Extractive New Generation. Cái điểm đặc biệt của cái dòng Extractive này là nó có khả năng đổi màu ngay cả trong ô tô. Ngoài những cái tính năng của cái dòng Transition Gen 8 thông thường. Và có 3 màu chúng ta có thể lựa chọn. Đây là màu khói, màu trà, màu xanh graphite. Và đây là giá bán ạ. Với cái chiết xuất 1.5, dòng Extractive của chúng ta có giá 4.380.000, giá niêm yết của Essilor. Và khi mà chúng ta mua ở Atoptic thì lúc nào cũng có những cái ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Chiết xuất 1.6 là 5.680.000. Và có 3 màu cho chúng ta có thể lựa chọn là màu khói, màu trà và màu xanh graphite. Và đây là cái tròng kính thực tế. Cái bộ tròng kính thực tế của chúng ta sẽ bao gồm một cái certificate để chứng nhận cái tròng kính chính hãng của Essilor, một cái khăn lau kính của Essilor. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái thẻ cứng. Trên thẻ cứng này thì sẽ có thông tin của khách hàng. Tên bệnh nhân là anh Sơn, ngày đặt hàng là 18 tháng 7 năm 2024. Single Vision, một chiết xuất 1.5, TX là viết tắt của Transition Extractive New Generation. Váng phủ của chúng ta là váng phủ Chrysorock. Đây là cái váng phủ mà tốt nhất và bền nhất của Essilor ở thời điểm hiện tại. Độ cận ở đây là mắt phải là cận -1, không có loạn. Mắt trái là cận -1. Còn đây là trên bao bì sản phẩm. Đây mắt phải, độ cầu. Đấy, trên đây cũng có những cái thông tin Single Vision Transition Extractive. Chiết xuất 1.5. Mắt trái cũng tương tự. Và chúng ta hãy cùng test cái khả năng đổi màu, khả năng chống tia UV của tròng kính. Mắt kính đạt chỉ số UV 400, bảo vệ mắt hoàn toàn khỏi tia cực tím. Và đây chúng ta sẽ test cái khả năng đổi màu. Và đây là chiếc kính của anh Sơn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem chiếc kính GM lắp tròng Transition Extractive sẽ như thế nào. Vâng, và chiếc kính của anh Sơn đã được hoàn thiện. Chúng ta có thể nhìn thấy là tròng kính có cái lớp váng phủ Chrysorock màu ánh kim rất là đẹp. Cái lớp váng phủ Chrysorock của Essilor hiện tại là cái lớp váng phủ mà có cái độ chống trầy xước tốt nhất, cái độ chống bám bẩn, chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh và cái độ chống bám hơi nước cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ cùng test đến khả năng đổi màu của tròng kính nhé. Chúng ta có thể thấy tròng đổi màu trà rất là đậm, nhìn như một chiếc kính thời trang thông thường. Và khi mà chúng ta đeo vào mắt thì sẽ dễ chịu. Đó. Vâng, và Atoptic đã giới thiệu đến các bạn cái tròng kính đổi màu trong xe Essilor Transition Extractive New Generation. Nếu các bạn có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ cái thông tin ở trong phần mô tả để Atoptic có thể là tư vấn cho các bạn những cái tròng kính gọng kính phù hợp nhất với cái yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn.